Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các em. Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây. Ta biết rằng cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hiệu điện thế. Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây tăng lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại. Vậy thì đến bài hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một đại lượng nữa của dây dẫn, đó là điện trở. Bài 2, điện trở của dây dẫn, định luật ôm. Chúng ta vào phần 1 La Mã, điện trở của dây dẫn. Một nhỏ, xác định thương số U trên Y của một đoạn dây dẫn. Thì ở bài trước, chúng ta đã đi tiến hành thí nghiệm với một đoạn dây dẫn. Ta đặt vào hai đầu đoạn dây những giá trị khác nhau của hiệu điện thế và đo các giá trị cường độ dòng điện tương ứng. Khi đó ta thu được bảng số liệu như này. Đây là bảng số liệu thể hiện giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn trong từng lần đo khác nhau. Từ bảng số liệu này ta thấy thương số U trên Y là không đổi. Trong lần đo đầu tiên U trên Y là 1,5 chia 0,3 ra 5. Trong lần đo thứ hai U trên Y là 2,0 chia 0,4 ra 5. Tiếp theo là U trên Y là 4,5 chia 0,9 ra 5. Và lần đo thứ tư U trên Y là 6,0 chia 1,2 cũng ra 5. Ta kết luận lại một điều là với một dây dẫn thì giá trị thương số U trên Y là không thay đổi. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu cô thay dây dẫn này bằng một dây dẫn khác và tiến hành thí nghiệm tương tự thì liệu rằng thương số U trên Y có còn là 5 hay không? Hay nó là một giá trị khác? Thì sau khi tiến hành thí nghiệm với dây dẫn thứ hai, cô thu được bảng số liệu sau. Các em quan sát ở đây, bảng số liệu này cho thấy thương số U trên Y khi đó vẫn là không thay đổi trong các lần đo. Nhưng lần này thì kết quả thương số U trên Y là 20. 2,0 chia 0,1 là 20. 2,5 chia 0,125 là 20. Tương tự với các lần đo còn lại. Từ đây ta kết luận được những điều sau. Với cùng một dây dẫn thì thương số U trên Y là không thay đổi. Nhưng với những dây dẫn khác nhau thì giá trị U trên Y lại là khác nhau. Người ta đặt R bằng U trên Y thì với mỗi dây dẫn lại có một giá trị R, và giá trị R này đặc trưng cho mỗi dây dẫn được gọi là điện trở. Vậy thì điện trở là gì? Chúng ta vào phần hai nhỏ, điện trở. Ký hiệu của điện trở là R. Vậy ý nghĩa của điện trở là gì? Nghe tên điện trở là ta phần nào đoán được ý nghĩa của nó rồi đúng không? Điện ở đây là dòng điện, trở là cản trở. Vậy thì ý nghĩa của điện trở là biểu thị cho mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. Khi mà một dây dẫn có điện trở nhỏ thì dòng điện chạy qua dây dẫn ấy sẽ lớn. Còn ngược lại, nếu dây dẫn có điện trở lớn, tức là cản trở nhiều, thì dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ nhỏ. Vậy để làm thế nào để xác định giá trị điện trở của dây dẫn? Người ta sử dụng công thức sau, R bằng U trên Y. Đây là công thức mà cô vừa đưa ra ở phần trên. Trong đó, R là giá trị điện trở của dây dẫn, U là hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, Y là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Muốn xác định giá trị R này thì ta chỉ cần của dây dẫn, ta chỉ cần đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế. Sau đó là đo giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ấy, lấy U chia Y là ra kết quả R. Đơn vị của điện trở là ôm. Đây là ký hiệu ôm, ký hiệu đơn vị của điện trở. Thì từ công thức này thì ta suy ra được là 1 ôm sẽ bằng 1 vôn chia cho 1 ampere. Ngoài ký hiệu, ngoài đơn vị ôm, người ta còn sử dụng đơn vị là kilo ôm. 1 kilo ôm bằng 1.000 ôm. Và đơn vị mega ôm, 1 mega ôm bằng 1 triệu ôm. Vậy theo các em thì điện trở sẽ xuất hiện ở những thiết bị nào? Những thiết bị nào thì có điện trở? Đầu tiên là dây dẫn đúng không? Ta vừa tìm hiểu điện trở của dây dẫn, tức là dây dẫn phải có điện trở. Ngoài ra, một số thiết bị khác cũng có điện trở.
đó là các thiết bị điện mà chúng ta sử dụng trong gia đình ấy, ví dụ như là bóng đèn hay là tivi, tủ lạnh. Mọi thiết bị điện thì đều có điện trở. Vậy trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng điện trở để tiến hành thí nghiệm lắp vào mạch với những mục đích khác nhau. Vậy không lẽ trong những cái trường hợp đấy người ta lại lấy tivi, tủ lạnh để lắp vào mạch tiến hành thí nghiệm à? Như vậy thì rất là bất tiện đúng không? Chính vì thế mà người ta đã tạo ra một thiết bị, một linh kiện gọi là điện trở. Các em quan sát lên bảng giúp cô. Trên bảng của cô là hình ảnh thực tế của một điện trở, của những con điện trở khác nhau với các giá trị, độ lớn khác nhau. Thì ở trong mạch điện thì ký hiệu của điện trở là đây, đây, hoặc là ký hiệu này. Thông thường thì người ta thường sử dụng ký hiệu này là ký hiệu của điện trở trong mạch. Vậy thì các em có thể vẽ giúp cô một sơ đồ mạch điện kín có điện trở hay không? Dễ dàng vẽ được đúng không? Bởi vì hôm trước thì cô đã đưa cho các em sơ đồ một mạch điện kín với bóng đèn rồi. Bây giờ tương tự, chúng ta vẽ sơ đồ mạch điện kín với điện trở thôi. Đây các em quan sát lên bảng giúp cô, trên bảng của cô là sơ đồ mạch điện kín với điện trở. Nguồn điện, đây là nguồn điện. Một chiều có hai cực, cực dương và cực âm. Có hiệu điện thế là U. Đây là điện trở của cô. Điện trở được mắc với nguồn thông qua những dây dẫn tạo thành mạch kín như này. Khi đó trong mạch sẽ xuất hiện một dòng điện đi từ cực dương của nguồn qua điện trở trở về cực âm của nguồn. Đây là một mạch điện kín. Còn đây là sơ đồ đoạn mạch. Ta bỏ nguồn điện đi. Nhưng bằng cách nào đó ta vẫn tạo ra được một hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở. Ta xét hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và đây là điện trở của mình thì vẫn có dòng điện đi từ điểm dương qua điện trở trở về điểm âm. Đến đây, trong chương trình lý 9 thì chúng ta chủ yếu đi nghiên cứu về đoạn mạch. Đoạn mạch như này thôi, chúng ta chưa quan tâm nhiều đến nguồn điện. Vậy thì bây giờ các em quan sát lên mạch giúp cô. Trên mạch điện này, ta thấy có sự xuất hiện của ba đại lượng là hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở. Vậy ba đại lượng này thì có mối quan hệ với nhau hay không? Có đúng không nào? Ở bài trước ta đã đi khảo sát thí nghiệm với một dây dẫn. Tức là khi đó giá trị điện trở là không thay đổi. Ta thấy rằng cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu như giá trị hiệu điện thế này không thay đổi thì cường độ dòng điện có phụ thuộc vào điện trở hay không? Tất nhiên là có rồi đúng không nào? Vì vừa ở mục trên, cô trò chúng ta đã đi học ý nghĩa của điện trở là thể hiện mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. Khi mà dây dẫn có giá trị điện trở lớn thì dòng điện đi qua nó sẽ nhỏ. Và ngược lại, khi dây dẫn có giá trị điện nhỏ, trở nhỏ thì dòng điện đi qua nó sẽ lớn. Vậy sự phụ thuộc ấy là như thế nào? Chúng ta dựa vào công thức R bằng U trên Y. Chúng ta vừa đặt ở trên ấy thì suy ra là Y sẽ bằng U trên R. Nếu giá trị hiệu điện thế này cô giữ nguyên, cô tăng điện trở này lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện này sẽ giảm đi bấy nhiêu lần. Ngược lại, nếu cô giảm giá trị điện trở đi bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở phải tăng lên bấy nhiêu lần. Từ đó suy ra là cường độ dòng điện sẽ tỷ lệ nghịch với điện trở. Từ hai sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện với điện trở, người ta khái quát thành định luật gọi là định luật ôm. Chúng ta vào phần 2 la mã định luật ôm, một nhỏ hệ thức của định luật. Các em quan sát lên bảng, đây chính là hệ thức chuẩn của định luật ôm. Có Y bằng U chia R, trong đó Y cường độ dòng điện đơn vị là ampere, U là hiệu điện thế đơn vị là vôn, R là điện trở đơn vị là ôm. Dựa vào công thức này cũng như là tỷ lệ mà cô trò chúng ta vừa suy ra ở trên thì ta có thể phát biểu được định luật ôm. Hai nhỏ phát biểu định luật ôm như sau. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn. Ở đây các em lưu ý giúp cô. Cường độ dòng điện thì rõ ràng là tỷ lệ với tỷ lệ và phụ thuộc vào hiệu điện thế và điện trở rồi.
Nhưng hiệu điện thế không phụ thuộc vào điện trở và cường độ dòng điện nhé, bởi vì hiệu điện thế là do nguồn sinh ra. Hiệu điện thế là phụ thuộc vào nguồn thôi. Thứ hai, thứ ba, nhớ giúp cô, điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Vì sao? Vì khi chúng ta tiến hành thí nghiệm thấy rằng với một dây dẫn, dù ta thay hiệu điện thế vào hai đầu dây dẫn là bao nhiêu thì cường độ dòng điện thay đổi thôi, còn giá trị U trên I, tức là giá trị điện trở có thay đổi không nhỉ? Không. Lưu ý giúp cô ba điều này. Đến đây chúng ta kết thúc phần lý thuyết của bài hôm nay. Trong phần lý thuyết bài học hôm nay, kem ghi nhớ giúp cô hai nội dung chính sau. Thứ nhất, điện trở. Điện trở là một đại lượng vật lý gồm có 3 nội dung nhỏ ở trong. Ý nghĩa của điện trở: biểu diễn mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. Thứ hai, giá trị, cách xác định giá trị điện trở là R bằng U trên I. Thứ ba, đơn vị của điện trở là ôm, ký hiệu đơn vị của điện trở đây. Nội dung thứ hai các em ghi nhớ giúp cô là định luật ôm. Đơn vị định luật ôm đây là hệ thức chuẩn của định luật ôm, I bằng U trên R. Phát biểu là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Để củng cố phần lý thuyết này, chúng ta vào phần 3 la mã vận dụng đi làm một số bài tập để nắm rõ hơn phần lý thuyết mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trên. Câu 1. Điện trở của dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây? A. Tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. B. Tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây. D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm. Bài này dễ dàng làm được rồi đúng không? Ta dựa vào phần lưu ý cô vừa nêu, điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C, không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây. Chúng ta sang bài số 2 là câu C4 sách giáo khoa trang số 8, đặt cùng hiệu điện thế vào hai đầu dây dẫn có điện trở R1 và R2. R2 bằng 3 lần R1. Hỏi dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? Ở bài này ta xét hai dây dẫn khác nhau, đặt vào hai đầu dây dẫn hai hiệu điện thế là U1 và U2. Có U1 bằng U2, hai hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây là giống nhau. Hai dây dẫn này có điện trở là R1 và R2. R2 bằng 3 lần R1. Người ta hỏi là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 1 gọi là I1, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 2 là I2. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi tìm xem I2 bằng bao nhiêu lần I1 là trả lời được rồi đúng không? Ta biết cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc vào hai yếu tố, hiệu điện thế và điện trở. Ta có hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn trong trong trường hợp này là giống nhau rồi. Vậy cường độ dòng điện chỉ còn phụ thuộc vào điện trở thôi. Ta biết rằng cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ nghịch với điện trở. Mà IR2 bằng 3 lần R1 nên I2 bằng 1/3 lần I1. Kết luận là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 1 lớn hơn và lớn hơn 3 lần. Tiếp tục sang bài số 3. Bài số 3, bài tập câu C3 sách giáo khoa trang 8. Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 ôm và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5A. Người ta yêu cầu tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó. Ta tóm tắt đề bài. Điện trở R bằng 12 ôm, cường độ dòng điện 0,5A. Hỏi hiệu điện thế là bao nhiêu? Biết giá trị điện trở, biết cường độ dòng điện, bây giờ hỏi giá trị hiệu điện thế. Ta dựa vào định luật ôm có hệ thức I bằng U trên R. Hỏi U, suy ra U bằng I nhân R, thay số vào. I là 0,5, R là 12, nhân vào đáp án là 6V.
Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là 6V. Chúng ta sang bài cuối cùng nhé. Bài 3, đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện chạy qua điện trở có cường độ là 0,15 A. Hỏi tính trị số của điện trở này. B là nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở lên thành 8V thì trị số của điện trở có thay đổi hay không? Và trị số của nó khi đó là bao nhiêu? Dòng điện đi qua nó khi đó có cường độ là bao nhiêu? Giờ ta giải quyết ý A trước. Tóm tắt đề bài. Hiệu điện thế U bằng 6V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở Y bằng 0,15 A. Hỏi R bằng bao nhiêu? Tương tự bài trên, ta dựa vào định luật ôm với hệ thức Y bằng U chia R. Suy ra R bằng U chia Y. Thay số, U là 6V, Y bằng 0,15 A. Thay vào 6 chia 0,15 ra 40 ohm. Sang ý B. Vẫn với điện trở đó, người ta đặt vào hai đầu điện trở một hiệu điện thế là 8V thay đổi. Thì hỏi điện trở khi đó có thay đổi hay không? Và giá trị là bao nhiêu? Và cường độ dòng điện chạy qua điện trở lúc đó là như thế nào? Ta biết là điện trở có phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở không nhỉ? Không. Vậy điện trở lúc đó không đổi. Dù hiệu điện thế thay đổi là bao nhiêu đi chăng nữa thì điện trở vẫn là 40 ohm. Giờ tìm Y, ta dựa vào định luật ohm thôi. Y bằng U chia R. Thay số vào. U là 8V, R bằng 40 ohm. Thay số ta được đáp án là 80 chia 40 bằng 0,2 ampere. Kết luận, vậy điện trở có giá trị không đổi là 40 ohm. Và cường độ dòng điện khi đó là 0,2 ampere. Đến đây chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi. Ở đây các em nhớ giúp cô phần lý thuyết để làm các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lý thuyết nhé. Và một dạng bài tập rất cơ bản. Tìm một đại lượng khi biết hai đại lượng còn lại dựa vào định luật ôm. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.